Chương 85 Al-Buruj Các tròm sao Nhân danh Allah đấng độ lượng đấng khoan dung Thề bởi bầu trời chứa các tròm sao Thề bởi ngày đã hứa Thề bởi người chứng kiến và đều được chứng kiến Đám người Ukhdud thật đáng bị nguyền rủa Lửa trong đó được đốt bằng củi Chúng ngồi xung quanh bên trên nó mà nhìn ngắm Chúng chứng kiến những gì chúng đang làm đối với những người có đức tin. Lý do khiến chúng hận thù họ chỉ vì họ có đức tin nơi Allah, đấng chí tôn, đấng đáng ca ngợi. Ngài là đấng thống trị trời đất và Allah là nhân chứng cho mọi sự việc. Thật vậy, những kẻ đã hành xác những người có đức tin nam và nữ rồi không ăn năn hối cải sẽ bị trừng phạt trong quả ngục và sẽ bị hình phạt thiêu đốt. Quả thật, những người có đức tin và hành thiện sẽ được ban thưởng các ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy. Đó là một thành tựu vĩ đại. Sự túm bắt của Thượng Đế của ngươi chắc chắn rất dữ dội. Thật vậy, chính Ngài là đấng khởi nguồn sự tạo hóa và Ngài là đấng sẽ lặp lại nó. Ngài là đấng tha thứ, đấng tràn đầy tình thương. Ngài là đấng chủ nhân của chiếc ngai dương oai nghiêm và vĩ đại. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngươi thiên sứ Muhammad đã nghe câu chuyện về các đội quân chưa? Cả câu chuyện của Pharaoh và Samud. Không, những kẻ vô đức tin luôn cứ phủ nhận. Chắc chắn Allah sẽ túm lấy chúng từ đằng sau. Không, nó là Quran vĩ đại và thiên liêng. Trong Al-Lawhu Al-Mahfuz, bản văn lưu trữ trên cao.